đang tiếp tục kéo nữa anh em. Không có kèn. Đây chút mà tính sổ đó. Thấy mũi xuống rồi không? Thấy xuống đi không?
em ơi. Đây là đưa neo rồi nè. Tiền cái đó. Rồi. Hết câu rồi anh em. Quay cá cho anh em xem. Tắt đây nếu. Anh chị em ơi, mình câu về nè. Mấy con tôm hồi nãy mình câu dính anh chị. Đây về mình nướng cho hai đứa con nhà của mình nó ăn. Đây, để con chào các bạn ấy con. Chào các bạn. Ừ. Rồi giờ mình ơi, bạn ăn các bạn. Ừ. Đây mình nướng tối rồi nha anh chị, mình về tới nhà tối luôn, giờ mình nướng cho hai đứa con mình nó ăn. Đốm con nha anh chị. Mình nướng con cá nữa. Cái đuối. Cái đuối này mình câu hôm mấy bữa trước nha anh chị, mình không có quay video cho anh chị xem. Cái càng của nó chín rồi nè, hai đứa con mình nó ăn cái càng trước. Sao? Nè. Sao? Quốc Thịnh. Sao Quốc Thịnh? Con nói đi. Quốc Thịnh, ngon không Quốc Thịnh? Ngon. Ngon lắm hả con? Bữa nay mình trăng chiếc cái tô của mình. Đang lấy cái càng nó ra ăn nha anh chị. Được không? Càng nó khó ăn quá. Con tôm của mình nó sắp chín rồi nè. Khét rồi ba ơi. Ừ, đừng khét rồi đó. Ba để ba trở cho nó không bị khét nữa. Đây, chín rồi đó. Đây, đang mấy con này ra rồi nè. Lọc cho này, đang nóng gì mới ngon. Lọc cho mấy đứa con mình ăn nha anh chị. Nó lên con ăn dưa leo hay gì ạ? Các bạn ơi, bạn ăn dưa leo các bạn. Ừ. Chấm nước tương còn ngon hơn nha các bạn. Bình tĩnh. Thơm rồi đó. Phải để làm mà nghe mùi thơm thơm. Các bạn ơi, nghe mùi thơm thơm đó các bạn. Ừ, nghe mùi thơm thơm rồi đó anh chị em ơi. Con tôm này chín luôn rồi, mình bỏ vô luôn đi. Bỏ vô đây. Con này cũng chín rồi nè, để mà nó bị khô, khô không ngon. Tôm này tôm thiên nhiên đó nghe các bạn ơi. Này nãy mình câu dính là tôm thiên nhiên ở dưới sông, không phải tôm nuôi. Đâu Thịnh, ăn ra Thịnh. Nóng quá Thịnh. Ăn coi, cho ba xem cái quốc, cái quốc Thịnh của ba. Ngon không có hơn. Ngon. Yeah.
Nóng không cay các bạn? Ừ, nóng hả con? Có cay không? Không cay. Không cay. Các bạn ơi, tại ngon quá cho nên nó không có tôm này không bị vô nước đâu. Các bạn. Bó tay con tôi thiệt chứ. Rồi, mình xin chào anh chị em nha. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị em đi câu cá rồi về nướng cho mấy đứa con mình nó ăn. Ừ. Nhiều đây thôi nha anh chị em. Anh chị em xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh chị. Rồi, mình xin chào anh chị nha.